Nhân kỷ niệm 85 năm ngày Đức Quỳnh Giáo Chủ khai sáng Đạo Phật Giáo Hòa Hảo 18 tháng 5 âm lịch, sáng ngày 21 tháng 6, ông Trang Công Cường, Phó Bí Thư Quyện Quỹ, Chủ tịch Quỹ ban nhân dân quyện làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc mừng Ban trị sự Phật Giáo Hòa Hảo, xã Phước Hưng, Phú Hội, Vĩnh Hội Đông, thị trấn An Phú và thị trấn Đa Phước. Tại mỗi nơi đến thăm, ông Trang Công Cường, Phó Bí Thư Quyện Quỹ An Phú, Chủ tịch Quỹ ban nhân dân quyện, Cùng các thành viên trong đoàn đã gửi lời chúc mừng đến ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo các xã, Phước Hưng, Phú Hội, Vĩnh Hội Đông, thị trấn Ao Phú và thị trấn Đa Phước. Bà con tín đồ có ngày đại lễ 18 tháng 5 âm lịch 18 tháng 5 1939, 18 tháng 5 2024 ấm áp, an lạc và hạnh phúc. Phó Bí thư huyện Quỹ, chủ tịch Ủy ban nhân dân Quyện Ao Phú trang trọng ghi nhận những đóng góp tích cực của bà con tín đồ trong sự phát triển chung của Quyện đồng thời biểu dương tinh thần đoàn kết, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, dương lên, ổn định cuộc sống. Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ao Phú hy vọng rằng thời gian tới, ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo các xã thị Trắng tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái, sống tốt đời đẹp đạo, đồng thời chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, luôn là một công dân tốt, một tín đồ tốt. Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện còn mong muốn bà con tín đồ chăm lo phát triển kinh tế, dương lên trong cuộc sống, tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Dịp này, đoàn công tác quyện quỹ Âu Phú đã trao tặng phần quà và chúc toàn thể bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo các xã Phước Hưng, Phú Hội, Vĩnh Hội Đông, thị trấn Âu Phú và thị trấn Đa Phước có ngày đại lễ 18 tháng 5 an toàn, hạnh phúc.